Thân mến, chào mừng các bạn tiếp tục trở lại kênh học tiếng Anh miễn phí cùng Mr. Long Linh. Hôm nay chúng ta bắt đầu vào cái video thứ hai của cái test yourself if này các bạn nhé. Nếu cái video đầu tiên là chúng ta đã làm xong cái bài tập luyện nghe rồi thì bây giờ chúng ta sang phần luyện đọc. Mỗi phần là 2,5 điểm các bạn biết rồi. Cái bài đọc của chúng ta một ngày hôm nay là một bài về nói về cái nước Úc, nói về Sydney rất là hay các bạn. Và mình sẽ hướng dẫn các bạn hiểu cái bài đọc này trước khi chúng ta trả lời những câu hỏi của người ta các bạn nha Rồi bây giờ mời các bạn bắt đầu Rồi chúng ta bắt đầu với câu đầu tiên của người ta Đây các bạn để ý đây Sydney là một cái vùng một cái khu vực một cái vùng gì đấy các bạn à cái chữ này là còn rất là quen thuộc với chúng ta này mình phiên âm mình viết tắt cái phiên âm quốc tế mình vừa viết tắt cái phiên âm quốc tế lên trên đầu cho nó các bạn này là metropolitan này các bạn này Meta metropolitan này là nó giống như là một cái gì đó nó mang tầm gọi là là là, là 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 giống như hôm trước mà chúng ta đề cập đó nó là một cái khu vực mà nó lớn hơn cả cái city luôn các bạn Chúng ta gọi là thành phố là city là nó khu vực nhỏ hơn cái 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 từ metropolitan này các bạn nhá. Nó là một khu đô thị rộng lớn đó các bạn. À, như vậy là Sydney. Đó, người ta nói nó là một cái khu đô thị rộng lớn cái này là nhớ là nó rộng hơn cả city các bạn nhá. Rộng lớn nhất của nước Úc này các bạn này. Rồi, nó được tọa lạc nó được tọa lạc ở đâu các bạn? Ở miền biển Tây Nam à Đông Nam, miền biển bờ biển Đông Nam của đất nước của đất nước Australia đó hiểu chưa đây là cái vụ bổ ngữ còn này là nó được tạo là Sydney này nó được tọa lạc ở bờ, bờ biển đông nam của đất nước này với dân số khoảng 4 triệu người nó là thủ đô đó capital của New South Wales này nhớ là <laughs> nhớ là Sydney này nó là thủ đô cái capital này của New South Wales nhưng mà nó lại là, là cái metropolitan của Úc đó các bạn nhớ nha cái này nó rất là rộng lớn các bạn, còn cái thủ đô nó là phạm vi hẹp thôi, ok, cái đây là cái 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 cái, cái nó giống như là một cái bang đó các bạn, ok, cái bang của nước úc này, rồi nó là gì các bạn, đúng rồi, cái bang nãy tôi nói đang nó nói thủ đô của cái bang new south 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 wales này này, nó là một cái bang cái chỗ đây là người ta bổ ngữ này, từ chỗ đây đến chỗ đây, nó là một tiểu bang quan trọng về mặt kinh tế. Nó là một tiểu bang quan trọng về mặt kinh tế và là tiểu bang đông dân nhất của nước Úc. Đó, các bạn hiểu chỗ này đó gì? Cách chúng ta hiểu cái bài viết của người ta là như vậy đó. À, cái khu vực này, cái nhớ là cái này nó rộng lớn hơn cái city và cái capital này là của bang đó của cái bang đó. Ok, và đương nhiên nó nằm trong nước Úc là chắc chắn rồi. Rồi, và cái tiểu bang này là cái tiểu bang rất là quan trọng về mặt kinh tế này và đông dân nhất này của nước Úc này. Rồi, ok, bạn nha. Tiếp tục này, thành phố. The City thành phố là là gì các bạn? The City này, xin đây này. Nó là một cái trung tâm văn hóa đa 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 cái từ này gọi là từ gọi là năng động đó các bạn. Đó, chúng ta hiểu sang nghĩa thuần việc là vậy. Nó là một trung tâm văn hóa năng động với một nền kinh tế tập trung vào công nghiệp dịch vụ, du lịch, sản xuất thương mại quốc tế đó nó nói là về cái 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 hệ thống kinh tế cái nền tài chính ở nơi đó cái nền kinh tế đó và cái hải cảng của nó hải cảng của Sydney là một trong số những trung tâm hàng đầu của thương mại liên quốc quốc tế lục địa này thương mại quốc tế lục địa này đó các bạn nha ở ở vùng Thái Bình Dương các bạn hình chưa thương mại liên lục địa đó ở vùng Thái Bình Dương đó ok rồi nó là trung tâm hàng đầu đó các bạn nha đến cái đoạn đầu này các bạn nắm được rồi gì rồi bây giờ được tiếp theo này các bạn ạ Sydney được thành lập Sydney là thành phố Sydney là được thành lập khi bởi được thành lập bởi một người như là một cái thuộc địa của người Anh Sydney nay khi nó thành lập nó như là một thuộc địa của người, Anh vào ngày 26 tháng Giêng năm 1788 được chưa các bạn ngày nay cái hải cảng tự nhiên ngày nay này cái hải cảng tự nhiên hình thành nên hải cảng tự nhiên đó cái chữ này nó hình thành nên cái trung tâm hình thành nên một cái trung tâm này gì các bạn của của cái gì của một thành phố mang tầm cỡ quốc tế và hiện đại và hiểu cái chỗ này rồi gì đó cái cosmopolitan này á, là một mang tầm quốc tế này còn cái này là metropolitan các bạn thấy nó giống giống chưa thì cái này là một khu vực rất rộng lớn nó lớn hơn cả cái city đó các bạn nắm như vậy là được rồi rồi đó nó hình thành cái hải cảng tự nhiên đó nó hình thành nên cái trung tâm hiện đại trung tâm một thành phố mang tầm quốc tế và hiện đại và dân số của Sydney thì rất là đa dạng các bạn à đó dân số của cái, cái con những con người ở cái, cái thủ đô Sydney này cái Sydney này Sydney này, này là nó rất là rất là đa dạng này với sao các bạn với nhiều người của nó đến từ nhiều quốc gia khác nhau và kết quả đó và cái chính cái điều đa dạng này á nó đưa đến kết quả gì các bạn? Đưa đến kết quả là cái một cái đời sống văn hóa gì các bạn? đa dạng của thành phố. Chưa? Rồi, nó là sao các bạn? Nó là điểm đến của hàng đầu của nước Úc. Nó là điểm đến hàng đầu của nước Úc đối với khách du lịch từ nước ngoài. Và đương nhiên khách du lịch là không phải khách du lịch ngành công nghiệp du lịch này này, du lịch là một ngành công nghiệp hàng đầu của thành phố ở Sydney đó du lịch nó phải là hàng đầu rồi và Sydney năm 2000 cũng đã tổ chức cái thế vận hội Olympic mùa hè Olympic mùa hè mà chính cái điều đó sao các bạn nó đã quảng bá đây này cái từ này là quảng bá cái hình ảnh hình ảnh của của Sydney đó lên ra toàn thế giới như là một cái cửa vào nước Úc đó các bạn hình dung được rồi gì người ta nói về Sydney rất là hay nó người ta quảng bá hình ảnh của nước Úc đó của nước Sydney nó chưa nó riêng mà nước Úc nói chung á rồi như vậy là chúng ta đã hiểu được cái ý bài văn này thế này rồi bây giờ chúng ta bắt đầu trả lời thôi các bạn rất là đơn giản thôi chứ không có gì khó cả đầu tiên này các bạn câu 1 này người ta hỏi là Sydney là gì à Sydney là thủ đô của nước Úc thủ đô của Sydney này Đầu tiên đó là thủ đô của nước Úc này Rồi nó là thủ đô của vùng châu Á Thái Bình Dương này Và nó là thủ đô của New South South Wales này Chọn ngay New South, South Wales liền Đó các bạn nhìn này Nó là thủ đô của New South Wales này Cái bang New South Wales này các bạn nè Hồi nãy mình nói đó Đó đây Nó là thủ đô của bang New South Wales này Cái bang quan trọng nhất của nước Úc đó Giàu có nhất trong quan trọng nhất Năng động nhất đó Rồi đó là câu 1 Bây giờ đến câu 2 này các bạn Cái hải cảng là cái gì các bạn? Hải cảng là cái gì? hay là nó là bề mặt nó là bề mặt khía cạnh quan trọng nhất của Sydney đúng rồi. Đọc câu câu a ta không cần quan tâm các câu khác không lại bởi vì hải cảng đó là cái khía cạnh quan trọng nhất của Sydney này. Bạn nhìn hải cảng này, đây trong bài nó rất rõ cho chúng ta này. Đây xuống đây, đây hải cảng là cái cái đi cái, cái quan trọng nhất của Sydney này các bạn này. Đây, đó cái hải cảng của nó này là gì các bạn là những trung tâm hàng đầu của thương mại liên lục địa châu Á Thái Bình Dương đó các bạn thấy chưa nó là bề mặt quan trọng nhất của cái thành phố đó và đương nhiên nó cũng ảnh hưởng đến cái bề, cái diện mạo của cái thành phố đó nữa các bạn nha rồi đó câu 2 là ta chọn A vân câu xin lỗi các bạn câu 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 ba chứ câu ba là ta chọn A chứ còn câu hai ta chưa làm đúng các bạn xin lỗi các bạn mình chưa làm câu hai mà rồi câu ba là ta chọn A nhá rồi câu câu 2 này các bạn này câu 2 này dân số của dân số của New South Wales này là gì các bạn xem thế nào lớn hơn bất cứ cái bang nào đó của nước úc ô oh, ta nhìn vô ta chọn ngay được lên dân số của bang New South Wales này là lớn hơn bất cứ cái bang nào của nước úc nên này các bạn này nhìn vô ta thấy ngay này đây này nhìn vô các bài đọc là ta nhận ra ngay là đây với dân số 4 triệu người đô nào nó là sao thủ đô của New South Wales rồi New South Wales bây giờ người ta định nghĩa người ta bổ sung này nó là một tiểu bang quan trọng về mặt kinh tế này và là đông dân nhất này đây đông dân này đông dân nhất này các bạn này nhất là của nước úc này các bạn thấy chưa đó đông dân nhất của nước úc ok đó cái bang New South Wales Wales well đó vậy well thì nó đã là tiểu bang đông dân nhất thì nên sao nó lớn hơn bất cứ cái tiểu bang nào khác của nước úc các bạn thấy chưa đó dân số của tiểu bang khác của nước của nước không có chỗ nào bằng thì đương nhiên ta chọn a được rồi ok còn hai câu sau ta không còn quan tâm nghĩa của nó luôn các bạn nhé à nó nhỏ hơn cái những tiểu bang khác ở úc dân số những tiểu bang nước ở khác nó lớn bằng bất cứ cái tiểu bang nào khác của nước vân vân những cái này ta không quan tâm nữa rồi ta làm câu ba luôn rồi đúng không nào bây giờ chúng ta chuyển sang câu 4 các bạn ta còn hai câu nữa câu 4 này sydney có một cái đời sống văn hóa đa dạng bởi vì cái gì các bạn rất dễ các bạn ơi câu 4 này là bởi vì dân số cư dân của nó đến từ rất nơi đến từ nhiều phần khác nhau của thế giới chọn ngay luôn không cần suy nghĩ nhiều a à, luôn đây các bạn này đây này dân số nó rất là đa dạng là đến từ nhiều các nơi này đa dạng này và nói này là đến rồi đó đây dân số trên đây là rất là đa dạng này với những người đến từ rất nước rất nhiều nước khác nhau thế giới này các bạn thấy chưa đó rồi thì đương nhiên rồi cho nên văn hóa nó dạng này dẫn đến là văn hóa nó của thành phố này nó có một đời sống văn hóa rất là đa dạng này các bạn thấy chưa? đó rồi như vậy là câu bố ta chọn a rồi bây giờ câu 5 này các bạn này câu năm này sau năm 2000 theo sau thế vận hội thế vận hội mùa hè năm 2000 nghìn thì sydney sao à để ta xem thử chỉ càng nhiều càng nhiều người đến úc thông qua đường sydney thông qua sydney đúng rồi rất dễ các bạn nè đây nè năm 2000 á thì ơ oh, Sydney là tổ chức thế vận hội mùa hè đúng không nào? Và chính cái sự kiện đó nó đã quảng bá cái hình ảnh của hình ảnh của của Sydney qua toàn lên toàn thế giới như là mở cái cửa vào, cái cửa ngõ vào nước Úc này. Đó, nước Úc xa lạ đó. Cho nên là câu năm là ngay sau cái thế hội đó là nhiều người biết đến nước Úc đúng không? Thông qua Sydney này, thông qua cái cửa ngõ vào này. Đó rất là dễ đúng không các bạn? Rồi, như vậy là chúng ta cũng đã kết thúc cái phần 2 là phần luyện đọc, phần kiểm tra phần đọc của chúng ta. Và hẹn các bạn ở vài phút nữa để chúng ta vào cái phần 3 là phần grammar và phần cuối cùng là phần viết luôn các bạn nha. Rồi cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian theo dõi video này và chúc các bạn một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Chào các bạn.